Ăn uống xong chưa? Xong chưa? Thôi, cô đừng có bày trò nữa. Tôi mà đã muốn đi rồi thì không ai cản được tôi đâu. Dạ, nhưng mà Tôi không có thời gian để đùa với cô đâu. Đưa áo đây, khỏi ủi nữa. nhưng tôi không thể trả được. Đưa đây, nhanh lên. Anh à, tôi xin lỗi Cô giỏi lắm. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? dạ, anh cho tôi xin lỗi, tôi cũng không biết nữa. Tôi đã thử bằng ủi giống y như chị Sáu chỉ rồi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao nó lại bị như vậy nữa. Trời ơi là trời. Dạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ đền lại cho anh. Đền à? Cô dám có đền nổi hay không? Tôi sẽ cố gắng. Cô có biết là chiếc áo này đối với tôi quan trọng như thế nào không? Không có tiền bạc nào có thể mua được hết. Cô hiểu chưa? Dạ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết. Cô nói không cố ý mới là lạ đó. Hết chuyện chìa khóa tủ. Bây giờ ngay cả cái áo kỷ niệm của tôi mà cô cũng đã ủi cháy nữa. Tôi không cố ý thiệt mà. Không cố ý. Không cố ý. Vậy tại sao bữa trước cô lại bịa ra chuyện mất chìa khóa? Cô có dám khẳng định là cô không cố ý không? Sao? Không trả lời được cái gì? Đưa chìa khóa tủ cho tôi. Tôi không có Có quỷ mới tin cô. Đưa đây. tôi nói thiệt mà, cái chuyện này tôi không biết. Hồi sáng á, tôi còn bán tín bán nghi. Tôi sợ vú sáu lẩm cẩm khóa tủ áo rồi bỏ đi. Nhưng bây giờ tôi khẳng định chắc chắn là nhất định là do cô bày trò. Chỉ có đầu óc quỷ quyệt của cô mới nghĩ ra cái trò này. Khóa một bên tủ áo mà không khóa tủ treo quần. Không phải cô thì còn ai vào đây? Thiệt mà, anh đừng có ép người quá đáng nha. Câu này để dành cho tôi thì phải hơn chứ. Cô đừng ỷ lại chuyện má tôi tin cậy cô mà làm tới. Tôi vì sợ má tôi buồn nên mới nhường cô thôi. Đừng có lên mặt với tôi. Trời ơi, tôi phải nói sao anh mới chịu tin tôi đây? Tôi không có giấu chìa khóa của anh. Còn cái áo này nè, tôi cũng không hiểu tại sao nó lại bị như vậy nữa. Cô cố tình kiếm chuyện để cản trở tôi thôi. Con người của cô đụng tới đâu xui xẻo tới đó. Đúng là cái đồ sao chổi. Đàn ông ngu là một, đàn bà thông minh là hai. Đó là những loại khó dạy. Thông minh đâu không thấy, chỉ thấy còn khó dạy.
À, Thiệu Hưng hả? Ừ, tao đây. Sorry tụi bay nha, bữa nay tao không tới được. Nghe mày gọi điện thoại là nghi lắm. Chuyện gì vậy? Trời ơi, không có đồ mặc làm sao tới được. Mày cười gì vậy? Nghe thằng Hoàng Thái mới quảng cáo nhà mày có một em xinh tươi lắm, suốt ngày cứ theo dõi nhất cử nhất động của mày không à. Bây giờ nói không có quần áo là sao vậy cha? Thôi thôi thôi, trời ơi là trời, thằng nào khoái thì rước đi giùm. Tao á, tao bực con lọ lem nó lắm rồi. Nè nè nè, khai thiệt đi, bị chọc trúng chỗ nào rồi phải không? Thôi đừng giỡn nữa. Mày nói thằng Thái mai qua đón tao. À, mày nói tụi nó có gì tính sao? Tao bị cấm cung rồi. Ok. Ok vậy nha, bye. Bye mày. Trời ơi! Anh Minh ơi, anh Minh, anh bị cái gì vậy kìa? Tự nhiên khóa cửa rồi hát sòng trống. Anh Minh ơi, Linh mò về đây. Đây là phòng của tôi, ăn mặc sao là chuyện của tôi, ai biểu cô tự ý xông vào làm gì? Nhưng mà tôi anh làm cái gì vậy? Không có đồ thì phải quấn mền chứ sao. Tôi khùng. Dầu hào khui ra rồi mà chưa có dùng hết, con nhớ là phải bảo quản trong tủ lạnh. Dạ. À, bưng đĩa này lên luôn hả gì sao? Ừ. Đây là món cải thìa xào dầu hào, cô Ngọc thích món này lắm. Con bưng lên đi. Kèm thêm dĩa xì dầu ớt này. Cải xào dầu hào á phải chấm xì dầu ớt ăn mới ngon. Dạ. Quốc Minh làm gì mà chưa xuống ăn cơm hả cháu? Dạ, để con lên kêu. Con xớ cơm giùm dì đi, để dì lên phòng lấy thuốc uống, rồi sẵn dì kêu cậu Minh luôn cho. Dạ. Cháu mời cô. Hôm nay Quốc Minh có ra ngoài không? Dạ không ạ. Tốt lắm. Dạ, cháu có việc muốn thưa với cô. Chuyện gì vậy cháu? Cô cho cháu làm việc nhà thôi được không cô? Sao vậy? Công việc cực đến đâu cháu cũng làm được, chứ theo dõi anh Minh vậy cháu ngại lắm. Không có ngại gì hết, cô tin tưởng cháu mới nhờ cháu chuyện đó, cháu phải giúp cô mới được. Dạ, cháu sợ lắm. Hồi sáng cháu lỡ ủi cháy một chiếc áo của anh Minh,
ảnh giận lắm. Nếu mà cô kêu cháu theo dõi ảnh nữa thì... Cái thằng quý hồ gì một cái áo mà lại làm dữ với người ta. Dạ, con nghe dì Sáu nói là ảnh quý cái áo này lắm, là của một người đàn ông tặng cho ảnh. Áo lụa tơ tằm. Là của ai tặng mà quan trọng vậy? Cháu không biết nữa. Cháu nhớ, nếu lần sau mà gặp dạng áo lụa như vậy thì phải đem ra giặt bụi để hấp. Còn nếu muốn ủi á thì cháu phải phun nước, chứ không sẽ cháy đó. Dạ. Nè, cứ làm tiếp tục như bữa nay là tốt rồi. Có chuyện gì đã có cô, đó là nhiệm vụ, nhớ chưa? Dạ, dạ. Ê, Tinh Giật Gân đây. Cái gì vậy? Phòng mình có ai là fan của ca sĩ Thái Thiên không? Tao cái nè. Cái chuyện này nè. Ừ? Sao? Có chuyện gì vậy? Ảnh là người tình trong mộng của tao đó. Hả? Người tình trong mộng? Tỉnh lại đi cưng. Nghe nè. Nè, nghe cho kỹ nè nghe. Đó, để tao kể cho tụi bay nghe. Vụ án này cũng hay lắm nè. Ca sĩ Thái Thiên vừa thừa nhận ảnh là người đồng tính luyến ái. Trời đất ơi, thiệt vậy hả? Ảnh cho biết từ rất lâu ảnh đã cảm thấy có một cái gì đó rất lạ trong mình. Ảnh không hề có hứng thú gì với người khác phái, mà ngược lại, ảnh cảm thấy rung động trước những thân hình cơ bắp của người cùng phái. Ý, trời đất ơi, nghe mà nổi cả da gà luôn nè. Trời ơi, tao bể mộng thiệt rồi. Thân chả nam tính thấy mồ, ai có về đâu. Không biết đó thôi, chứ mấy thằng gay đó hả? Ví dụ hay dễ sợ luôn á. Ông anh họ tao nè, có vợ con hẳn hoi, không biết sao là đi cặp với một thằng kế toán công ty ổng. Mày nói ông anh nào? Có phải cái ông Dũng để râu quai nón mà mấy lần tao tới tao hay gặp không? Ừ, ổng chứ ai. Vợ ổng á, thấy ổng đi với ông kế toán này hoài, đâu có nghi ngờ gì đâu. Tình cờ bả về nhà, thấy hai người đang thoát y trần trùng trục quần nhau trên chính chiếc giường ngủ của mình. Lúc đó mới tá quả. Trời đất, rồi sao nữa? Thì bà vợ ổng á mới đưa hai quyết định, một là chỉ, hai là ông đồng nghiệp kia. Chắc chắn là phải lựa vợ con rồi. Không dám đâu, chả ký sạch đơn ly hôn, rồi xách gói theo thằng trai kia luôn rồi. Trời ơi, ai biểu mấy cô thích mấy ca sĩ làm gì? Mấy người đó tâm hồn nhạy cảm lắm, thế nào cũng xin chuyện này chuyện nọ. Lựa chồng mà chọn cỡ như tôi, đảm bảo nhất luôn. Phải không Kiều Nga? Con người của anh khô khan như sa mạc, ai mà thèm. Tao thấy anh Nam nói phải đó mày. Ờ, đúng rồi đó. Mày với ổng xứng lắm á. Mày với ảnh mà lấy nhau coi như phòng mình tiết kiệm được một phong bì. Đúng rồi. Phải đó, phải đó. Tôi có người tình trong mộng rồi. Người tôi yêu lịch lãm và đẹp trai, đi du học nước ngoài, lại có máu nghệ sĩ nữa. Ảnh hát hay lắm. Tôi mà lấy được ảnh, tôi không cần phong bì của mấy người nữa. Quốc Minh hả? Tao đang đứng trước cửa nhà mày nè. Xuống đi. Ê, à, cô Hằng, tôi nhờ chút. Tôi có khách, cô ra mở cửa giùm tôi đi. Dạ.
Sao rồi? Lương thực bữa trưa nè, toàn mấy món khoái khẩu của mày. Lên phòng trước đi. Chờ tao chút. Cô và chú Sáu cứ ăn cơm trước đi, đừng làm phiền tụi tôi. Dạ. Tôi là sinh viên năm cuối của trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Tôi có một người bạn cùng phái ở chung phòng. Một lần, tôi bị bạn gái bỏ rơi, nên đã có tâm lý chán nản. Người bạn này nói có cách sẽ làm cho tôi hết buồn, và chúng tôi đã quan hệ với nhau. Mặc dù tôi vẫn biết quan hệ như vậy là trái với luân lý và đạo đức xã hội, nhưng như có ma lực, tôi không thể nào dứt khỏi anh bạn kia. Alo. Alo, chị Sáu hả? Dạ. Quân Minh có ở nhà không hả chị? Dạ thưa cô, hôm nay cậu Minh có ở nhà, cậu không có đi đâu hết. Vậy thì tốt rồi. Dạ, cô yên tâm đi, chắc nguyên ngày nay cậu Minh ở suốt trong nhà rồi. Hồi sáng sớm có bạn tới chơi, hai người ở miết ở trong phòng á, còn cậu dẫn tôi với anh Hằng ăn cơm trước. Đừng có quấy rầy cậu. Chị nói sao? Ở trong phòng mà bạn trai hay bạn gái? Dạ không phải bạn gái đâu, cô đừng có lo. Thà bạn gái tôi lại không sợ, bạn trai tôi mới lo đó. Ủa sao lạ vậy? Cô nói gì tôi không hiểu. Alo. Alo. Dạ thưa cô, có còn nghe không ạ? Tôi vẫn nghe đây. Dạ. Chị kêu Diễm Hằng nghe máy giùm tôi nha. Dạ. Dạ cô đợi một chút. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ. Tuyệt lắm. Cú này mày lấy ở đâu ra vậy? Thì trong thời gian mày đi học nước ngoài, tất cả các ban nhạc tự chơi nhạc cụ và hát, thì tao cũng đi học. Và tao nghĩ rằng sắp tới nhóm mình cũng nên chơi nhạc cụ và tự hát. Mày nói cũng phải. Thôi uống nước đi. Nói chung là nhóm mình cũng đủ nội lực rồi. Chờ thời cơ, chúng ta sẽ bung ra thôi. Nhưng chỉ có điều tao thấy giờ giấc của mày không ổn. Ừ, tao cũng đang đau đầu đây. Bà già cứ bắt tao lo chuyện công ty hoài. Hôm nay lại kiếm đâu ra con nhỏ, cứ đi theo tao suốt ngày, để ý nhất cử nhất động, bực mình hết sức. Tao thấy con nhỏ đó cũng được. Mày tuyển đâu ra ô xin, đau quá vậy? Mệt mày quá. Thế vậy chứ không còn ăn đâu. Khó chịu lắm. Tao có chuyện muốn bàn với mày đây. Chuyện gì nói đi.
Tao đã bàn hết tất cả những đứa trong nhóm. Tụi nó đều ok. Nhưng mà phải chờ ý kiến của mày đó. Tao có quen một bà bầu xô chuyên nghiệp lắm. Chị cụ Mỹ mới về. Bà tên là Linda Đại Trang. Mày có biết không? Cho coi ở bộ phận nào thì chuyển qua bộ phận đó cho cô. Tất cả đều lưu lại một bản cho cô nha. Dạ, cháu nhớ rồi. Hợp đồng này hơi gấp. Cô đã chỉnh lại bản tiếng Việt hoàn chỉnh. Cho dịch sang tiếng Anh cho cô ha. Dạ. Còn gì nữa không? À, dạ không. Cháu tính hỏi cô, chừng nào anh Minh vào làm ạ? Có gì không? Dạ không. Cháu chỉ hỏi thăm vậy thôi. Từ khi anh Minh về nước tới giờ, cháu chưa thấy anh vào làm công ty. Cô cũng trông cho thằng Quốc Minh nó vào công ty sớm sớm. Nhưng ảnh còn nhõng nhẽo than mệt, đòi nghỉ ở nhà một tuần. Anh Minh giỏi như vậy mà còn được cô cho đi học nước ngoài. Sau này thế nào cũng phát triển công ty mình thật lớn mạnh. Cô cũng chỉ mong vậy thôi. Alo, Diễm Hằng hả? Dạ. Vợ ổng á, thấy ổng đi với ông kế toán này hoài. Đâu có nghi ngờ gì đâu. Tình cờ bả về nhà, thấy hai người đang thoát y trần trùng trục, quần nhau trên chính chiếc giường ngủ của mình. Alo. Alo Diễm Hằng hả? Dạ. Bằng mọi cách cha phải nhìn coi tụi nó làm gì trong đó cho cô. Nhớ chưa? Dạ. Cho đi liền đi. Dạ. Trời ơi, trời ơi. Vậy nè. Mày làm tao thấy nhột quá. Hai thằng có một cái đàn, tao không làm vậy thì làm sao chỉ mày được. Mày ơi, xài nẹo như vậy nhìn giống gay lắm. Chà, có ai đâu. Chịu khó tí xíu đi. Vô nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai anh cô làm cái trò gì vậy? Hai anh không được làm như vậy. Tôi làm cái gì là quyền của tôi. Cô lấy tư cách gì mà cấm đoán vậy? Hai anh đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Anh về đi.
Tôi cần phải nói chuyện riêng với Minh. Cô có im đi không? Cô lấy quyền gì mà đuổi bạn tôi? Anh là đứa con bất hiếu. Anh muốn mẹ anh chết hả? Cô bị điên rồi hả? Tôi làm gì mẹ tôi phải chết? Nếu mà anh cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ đau khổ mà chết thiệt đó. Cô làm cái gì mà kỳ cục vậy? Chuyện có chút xíu mà cô làm rùm beng lên là sao hả? Cứ nghĩ mẹ anh vì quá thương con mà suy nghĩ lung tung. Không ngờ sự hoài nghi của cô là hoàn toàn chính xác mà. Chắc cô bị thần kinh. Thôi mày về nhà đi. Thôi, tao về á. Mày đừng buồn tao nha Thái. Có gì tập sao? Cô đứng lại đó. Tôi chịu hết nổi rồi. Cô đừng giả nai nữa. Cô có âm mưu toan tính gì trong cái nhà này thì nói thẳng ra đi. Tôi à? Đúng vậy. Vì tiền chứ gì? Phải. Nếu không vì tiền, tôi cần gì ở đây chịu sự miệt thị của anh? Nhưng có một điều tôi muốn nói là cuối cùng thì chân tướng sự thật cũng lộ ra dưới lớp một con lò lem. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói cái gì cô hiểu rồi đó. Cô mới về. Bạn của Quốc Minh đó hả? Dạ. Ôi trời. Cô không phải má tôi. Đừng có dạy đời tôi bằng cái giọng đó. Tôi không muốn đòi co với anh nữa. Tôi mong anh hãy nghĩ lại. Hãy nghĩ đến mẹ anh và nỗi lo của bà. Anh có biết là mẹ anh sẽ đau khổ đến tột cùng khi biết rằng là anh đã... Đã cái gì? Có chuyện gì mà om sòm vậy hả? Sao hả? Sao không nói đi? Dạ cháu xin phép. Làm như lễ phép lắm. Nè, có gì thì ngồi xuống nói cho má nghe coi nè. Con không biết là cô ta tài giỏi đến đâu mà sao má lại tin tưởng cô ta như vậy? Má coi chừng làm to đó. Diễm Hằng ngoan ngoãn lễ phép, có gì mà phải lầm? Má không biết nên nói vậy. Cô chỉ ngoan ngoãn lễ phép trước mặt má thôi. Còn nói sao á? Chứ má thấy ngay cả đôi du du sáo, Diễm Hằng cũng tỏ ra rất là lễ phép. Trong thời gian du sáo gãy tay, Diễm Hằng đã hết lòng giúp đỡ mà không hề tính toán thiệt hơn gì hết. Chẳng qua cô ta có mục đích nên mới làm những chuyện như vậy, để làm vui lòng má thôi. Tiếp xúc với Diễm Hằng đã lâu, má thấy cổ rất là chân tình. Làm gì cũng bằng cái tâm của mình, chứ không phải là người thủ đoạn. Còn yên tâm, má quản lý biết bao nhiêu là nhân viên, trước giờ chưa từng nhìn lầm người. Trời ơi, má làm mà má không biết đó. Vừa rồi chính miệng cô ấy nói với con là cô vô cái nhà này mục đích chỉ là vì tiền thôi. Thì rõ ràng là như vậy chứ sao. Người ta với mình không bà con họ hàng, thế vào nhà mình làm công, chẳng gì kiếm tiền thì còn là vì cái gì nữa chứ. Thôi, con không tranh cãi với má về đạo đức của cô ta nữa. Nhưng người giúp việc phải biết làm việc chứ. Diễm Hằng rất biết việc. Không công việc nào má giao mà cô làm không tốt cả con à. Cô chỉ giỏi rình rập chuyện cá nhân người ta thôi. Đây nè. Má coi đi. Má coi cô làm ăn như vậy đó. Nhằm ngay cái áo quý nhất của con mà cô làm như vậy đó. Vậy mà má còn cho là cô biết làm việc. Con đó,
áo này đâu phải là loại dễ ủi. Còn kêu Diễm Hằng ủi, có khác gì cô làm khó cổ. Nếu ủi không được thì cô phải biết nói với con chứ. Có đâu mà ủi cháy queo như vậy. Rõ ràng là con muốn chọc tức con mà. Diễm Hằng là con gái nhà nghèo, con mặc những thứ hàng cao cấp này bao giờ đâu mà nó biết. Sao con nói cái gì má cũng bên cô ấy hết vậy? Coi con kìa, con trai ai mà lại dễ giận như vậy. Nếu con thích cái loại giải này á, thì má sẽ mua đền cho vài cái khác, được chưa? Không được. Làm sao mà đền được? Má có biết là chiếc áo này đối với con quan trọng như thế nào không? Nói má mi nghe, của cô gái nào tặng con vậy? Không có cô gái nào hết, mà là của một người đàn ông. Đàn ông? Người đàn ông nào mà lại đối với con quan trọng dữ vậy? Thôi, má đừng hỏi nữa. Làm gì thì làm, con không muốn thấy mặt con lọ lem đó trong cái nhà này nữa. Được rồi, má cũng có chuyện nghiêm chỉnh muốn nói với con đây. Một giải pháp có thể giải quyết toàn vẹn cả hai vấn đề. Là sao? Má nói gì con chưa hiểu. Thời hạn một tuần mà con nói với má cũng sắp kết thúc rồi. Hai ngày nữa là con sẽ theo má vào công ty. Diễm Hằng sẽ chỉ phụ trách việc cơm nước ở nhà phụ với dì Sáu thôi. Như vậy chắc con không phàn nàn gì nữa chứ. Tưởng sao, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái gì mà vỏ dưa với vỏ dừa? Người làm bây giờ đâu có dễ kiếm, nhất là một người thật thà trung thực như Diễm Hằng. Con không biết, cho dù là ở nhà thêm hai ngày nữa, con không muốn bị cô ta quấy rầy. Má cho cô ta thôi việc đi. Trước giờ má làm việc luôn có nguyên tắc, má không thể vô duyên vô cớ mà đuổi bất cứ một nhân viên nào, trừ phi người đó thật sự có lỗi. Nếu Diễm Hằng có lỗi thì má cũng đuổi cô ta chứ. Đúng vậy, và không có ngoại lệ. Má nói đó nha. Thôi con đừng lằng nhằng nữa, má đi về phòng nghỉ đây. Chán còn quá. Tức chết đi được. Lẽ nào mà lại thua con nhỏ đó. Cháu nói thiệt với cô đi, cháu đã nhìn thấy cái gì? Dạ cháu không thấy gì đâu cô ơi. Hồi cô về, cô nhìn thấy bạn của Quốc Minh. Đúng là mấy đứa bạn trong nhóm nhạc của nó. Cháu nghĩ chắc mấy anh chỉ nói chuyện về âm nhạc thôi, chứ không có gì đâu cô. Cô cũng mong đừng có chuyện gì xảy ra. Dạ. Nó tập nhạc còn đỡ, chứ nó mà dính vô mấy cái chuyện kia thì cô có lỗi với ba nó cháu à. Dạ. Cháu tiếp tục để ý giúp cho cô. Hai bữa nữa Quốc Minh vào công ty rồi, cô sẽ ở sát một bên trông chừng thì mới yên tâm được. Thôi, cháu đi nghỉ sớm đi ha. Dạ, cháu xin phép. Mình có nên nói cho cô Bích Ngọc biết về những gì mình đã thấy sáng nay không? Nó tập nhạc còn đỡ, chứ nó mà dính vô mấy cái chuyện kia thì cô có lỗi với ba nó chứ. Anh mình có đồng tính luyến ái không? Không, chắc là không đâu. Nhưng chính mắt mình đã thấy hai người họ ôm nhau mà. Lẽ nào?
tội cho cô Bích Ngọc quá. Mình phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm giùm gì dĩa muối tiêu chanh nha. Dạ. Bữa nay chị cho ăn gì mà có muối tiêu chanh vậy? Sáng nay đi chợ, Quốc Minh dặn mua ghẹ về luộc. Trời, bộ chị quên là Quốc Minh dị ứng với ghẹ sao? Mấy chuyện đó tôi sao mà không nhớ. Vậy sao chị còn chiều nó? Sáng nay tôi có nói, nhưng mà cậu Minh nói cậu Minh hết dị ứng với ghẹ rồi. Cậu còn nói bên Úc cậu ăn hoài à, mà bên đó mắc quá. Sáng nay đi chợ tôi thấy ghẹ ngon nên tôi mới... Thôi thôi, cất. Chị cất giùm tôi liền. Nó có hỏi, chị cứ nói là bữa nay không có ghẹ, ha. Biết đâu chừng cậu Minh ở nước ngoài về có thay đổi. Bây giờ ăn ghẹ được thì sao? Biết bao nhiêu thứ không ăn. Thèm chi cái thứ đó. Phong dữ lắm. Chị cất ngay đi. Lỡ có gì thì khổ, từ nhỏ nó đã dị ứng với món này rồi. Vậy khỏi làm muối tiêu chanh luôn hả gì sao? Ừ. Cháu lên trên lầu gọi Quốc Minh xuống giùm cô nha. Chị Sáu sao vậy? Không khỏe à? Cái bụng tôi bị rim rim. Chị vô nhà nghỉ đi. Ở đây có Diễm Hằng được rồi. Vậy tôi lên nghỉ chút nha. Chị có cần thuốc uống không? Không sao đâu, nằm nghỉ chút là khỏe à. Ủa, dì Sáu đâu rồi cô? Dì Sáu đau bụng, vô nghỉ rồi. Quốc Minh chưa xuống hả cháu? Dạ, không biết anh mất cái gì á mà lục tìm tùm lum à. Anh kêu con xuống trước. Kỳ lạ thiệt, không lẽ nhà này có ma? Có chuyện gì vậy con? Từ sáng tới giờ không có ai vô nhà, tự nhiên mất là sao? Mà con mất cái gì? Cái điện thoại di động của con mà hôm trước bán mới sắm á. Hồi sáng rõ ràng con gọi xong bỏ trong phòng, mà bây giờ tự nhiên không cánh mà bay. Cái gì lạ vậy? Có khi nào con để quên ở đâu không? Quên thì cũng lòng vòng trong nhà thôi. Con kiếm khắp nơi rồi, gọi lại thì bị tắt máy. Con đã kiếm kỹ chưa? Con đã kiếm kỹ lắm rồi. Không lẽ nhà mình có kẻ gian? Để con lên hỏi gì sao, coi có thấy không? Tự mình có thấy hay không thì nói, hỏi người khác làm gì? Tôi không có thấy. Hồi sáng giờ tôi đâu có lên phòng của anh đâu. À, lúc sáng á, dì Sáu dọn phòng của anh mà. Lúc chú Sáu lên thì cái điện thoại vẫn còn. Nhưng khi tôi xuống nhà đọc báo,
lên thì đã thấy mất rồi. Mà phải chỉ có người lạ trong phòng thì còn đổ thừa này nọ. Đằng này... Thôi, con đó, vô ý vô tứ rồi nghi đông nghi tây. Cô đứng lại. Má, con dám cam đoan với má, trong nhà này có kẻ gian. Để khỏi hoài nghi, má cho xét đồ đi. Con có dám chắc với má là con mất ở trong nhà không? Trong nhà này chứ đâu. Trong nhà này có ai đâu mà con đòi xét. Vua Sáu ở với mình mười mấy năm rồi, chỉ có Diễm Hằng là mới tới thôi. Nhưng má rất tin tưởng Diễm Hằng. Hồi nào tới giờ nhà mình có khi nào mất đồ đâu chứ. Vậy mới lạ. Nếu anh đã quả quyết như vậy thì cô cứ để cho anh xét đồ của cháu. Cháu không lấy thì không việc gì phải sợ. Anh lên đây. Được rồi, rồi má sẽ thấy. Thiệt